Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của công ty cổ phần chứng khoán MB. Tôi là Đặng Duy Việt. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với chủ đề mẫu hình đảo chiều. Với định nghĩa, một mẫu hình đảo chiều là mẫu hình tạo tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại có thể sẽ thay đổi. Với các đặc điểm, thứ nhất, hình dạng hoặc mẫu hình đặc biệt được hình thành bởi những hành vi của người tham gia thị trường. Thứ hai, dựa trên giả định tâm lý con người là không thay đổi. Thứ ba, hành vi và sai lầm của nhà đầu tư thường có xu hướng lặp đi lặp lại. Cuối cùng, các mẫu hình này đã được thống kê và xác định nó lặp lại một dạng biến động nhất định của giá đã xuất hiện trong quá khứ và hỗ trợ quyết định đầu tư ở hiện tại. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu về một mẫu hình đảo chiều phổ biến nhất, đó là mẫu hình đảo chiều vai đầu vai. Trường hợp thứ nhất, mẫu hình vai đầu vai thuận. Đặc điểm của mẫu hình vai đầu vai này ở vùng đỉnh. Thứ nhất là thường xuất hiện trong uptrend. Thứ hai, đầu tiên cần hình thành một đỉnh bình thường trong uptrend. Thứ ba là sau nhịp điều chỉnh sẽ hình thành một đỉnh cao hơn. Thứ tư là nhịp điều chỉnh sau đó xoay quanh vùng điều chỉnh trước đó, có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Cuối cùng là một đỉnh thấp hơn hình thành. Mô hình hình thành khi giá giảm xuyên qua đường neckline hay là đường viền cổ. Đường viền cổ được vẽ qua hai đáy gần nhất của mẫu hình. Tiếp theo là đặc điểm về khối lượng. Thứ nhất, tăng đều đặn và đạt mức cao khi tạo đỉnh đầu tiên. Thứ hai là giảm nhẹ trong nhịp điều chỉnh. Thứ ba, tăng mạnh khi giá quay lại vùng đỉnh nhưng đôi khi không vượt được khối lượng ở bên vai trái. Thứ tư, giảm nhẹ trong nhịp điều chỉnh để hình thành đỉnh thấp hơn. Và cuối cùng, khối lượng tăng mạnh khi đường neckline bị phá vỡ. Tiếp theo là đo lường mức biến động. Khi giá giảm xuyên qua đường neckline, nhà đầu tư có thể kỳ vọng rằng mức giảm có thể đạt ít nhất bằng với chiều cao A từ đường neckline đến điểm H, tức mức giảm từ đường neckline xuống điểm B, tương đương với target là A bằng B. Chúng ta có thể nhìn ví dụ minh họa ở bên hình vẽ. Cuối cùng là chiến lược giao dịch. Chúng ta sẽ chốt lời dần trạng thái và hạn chế giao dịch bên vai phải, đồng thời bán toàn bộ khi giá giảm xuống dưới đường neckline. Ở đây chúng tôi có một số ví dụ về mẫu hình vai đầu vai thuận, đó là đồ thị VN Index và đồ thị cổ phiếu RE. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu hình vai đầu vai ngược. Đầu tiên là đặc điểm về khối lượng. Thứ nhất là khối lượng tăng mạnh khi hình thành đáy đầu tiên, tức là vai trái. Thứ hai là giảm nhẹ trong nhịp phục hồi đầu tiên. Thứ ba là tăng trở lại khi giá tạo đáy cuối cùng, nhưng khối lượng không cao hơn vai trái, đôi khi còn cạn kiệt. Cuối cùng là khối lượng tăng mạnh trở lại khi đường neckline bị phá vỡ. Tiếp theo là đo lường mức biến động. Khi giá tăng xuyên qua đường neckline, nhà đầu tư có thể đặt kỳ vọng rằng có thể đạt ít nhất bằng với chiều cao A từ điểm H tới đường neckline, tức mức tăng từ neckline lên điểm B, đồng thời target A bằng B. Chúng ta có thể nhìn ví dụ minh họa ở hình bên. Cuối cùng là chiến lược giao dịch. Tham gia khi thị trường xuất hiện đợt phục hồi tạo vai phải, đồng thời vượt qua đường neckline. Mua mạnh nếu các đáy kỹ thuật sau cao hơn đường neckline. Dừng mua vào nếu đợt điều chỉnh sau đó giảm xuyên qua đường neckline. Cắt lỗ nếu giá giảm xuyên qua các vai trái và vai phải. Ở đây chúng tôi có hai ví dụ về mẫu hình vai đầu vai ngược. Đó là đồ thị VN Index và mã cổ phiếu PXS. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hy vọng bài học giúp ích cho quý nhà đầu tư. Hãy like và subscribe kênh YouTube Chứng khoán MB để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.